Thưa quý vị, dù cơ quan công an đã triệt phá không ít đường dây mang thai hộ, nhưng vì nhu cầu vẫn quá lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp để hoạt động. Vâng và mới đây, Vũ Thị Liễu, 34 tuổi, trú ở tỉnh Hải Dương, tìm người mang thai hộ, sinh con trong một gia đình, thụ tinh nhân tạo bất thành nhưng lại dở nhiều chiêu trò lừa họ chuyển tổng cộng là hơn 600 triệu đồng. Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Vũ Thị Liễu, 34 tuổi, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng hợp với bản án 15 tháng tù về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại hồi năm 2022 chưa chấp hành, Vũ Thị Liễu phải thi hành tổng cộng là 9 năm 3 tháng tù. Theo cáo trạng tháng 10 năm 2022, trong lúc được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Liễu đăng thông tin về dịch vụ mang thai hộ trên nhóm kín. Một phụ nữ đã liên hệ với Liễu để nhờ tìm người mang thai hộ mong sinh con trai. Giá chọn gói cho dịch vụ tìm người, thụ tinh nhân tạo, chăm sóc sức khỏe cho người mang thai đến khi đứa trẻ chào đời là hơn 700 triệu đồng. Do chất lượng trứng của người hiến không đảm bảo nên việc thụ tinh nhân tạo bất thành. Tuy nhiên, Liễu không thông báo việc này tới đối tác mà lên kế hoạch lừa tiền của họ. Được biết Liễu đã xin hình ảnh của một số người quen đang mang thai hoặc là lấy phiếu xưa mở trên mạng gửi cho người phụ nữ thông báo các quá trình phát triển của thai kỳ. Tin lời vợ chồng người phụ nữ đã chuyển cho Liễu là 618 triệu đồng qua nhiều đợt. Sau khi tính đủ hơn 9 tháng mang thai, đối tác liên tục yêu cầu Liễu giao cháu bé nhưng mà bất thành. Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân trình báo công an, sau đó thì Liễu bị bắt. Sốc mất máu là hậu quả của tình trạng chảy máu nghiêm trọng khi mất trên 20% khối lượng tuần hoàn. Mới đây, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân 66 tuổi trú tại Bắc Ninh bị tai nạn giao thông, sau đó bị ngừng tim do sốc mất máu. Người bệnh ngừng tim, thở ngáp, mạch huyết áp không đo được, đa niêm mạc nhợt, bụng trướng căng. Tại khoa cấp cứu, người bệnh được tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực khẩn trương, sau 5 phút thì tim đập trở lại. Khi siêu âm tại giường, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị tràn máu màng phổi trái, tràn máu ổ bụng mức độ nhiều. Trần đoán bị sốc mất máu do đa chấn thương, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín do vỡ lách. Người bệnh được chuyển lên phòng mổ và được các bác sĩ phẫu thuật cắt lách cầm máu. Sau đó chuyển về khoa hồi sức ngoại khoa và ghép tạng. Được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, bảo vệ thần kinh, bù máu. Người bệnh tiến triển tốt, sau một ngày đã tỉnh hoàn toàn, không có tổn thương thần kinh khu trú toàn trạng ổn định. Sốc mất máu là một tình trạng đe dọa tính mạng và cần cấp cứu khẩn trương kịp thời để cứu sống người bệnh. Các nguyên nhân thường gặp gây ra sốc mất máu như là do chấn thương, vết thương mạch máu, vỡ xương trậu, vỡ gan, vỡ lách, chảy máu qua đường hô hấp, chảy máu đường tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Và khi người bệnh bị mất máu thì cần được sơ cứu đúng kỹ thuật chuyển đến các cơ sở chuyên khoa để cấp cứu kịp thời tránh những trường hợp đi khám muộn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cho biết từ ngày mùng 1 tháng 7 tiền lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, tức là khoảng 30% cho tất cả cán bộ công chức. Đối với khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng theo quy định của luật lao động sẽ tăng 6% so với năm 2023. Tuy nhiên thì mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân lạc hậu nên nhiều người chưa kịp mừng tăng lương đã phải lo nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau khi tăng lương, tổng mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 lên tới 23,4 triệu đồng một tháng. Nếu không có người phụ thuộc, mỗi chuyên gia cao cấp phải đóng thuế ở mức 10%. Sau khi giảm trừ cho người nộp thuế ở mức 11 triệu đồng một người một tháng, Vị trí viên chức loại A3 với 6 bậc lương tương ứng số tiền lương nhận được từ 14,5 đến 18,7 triệu đồng một người một tháng. Với khoản lương này nếu không có người phụ thuộc, mỗi cá nhân nộp thuế phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ ở mức 5% sau khi giảm trừ cho người nộp thuế mức 11 triệu đồng một người một tháng. Theo đó cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền công tiền lương với 7 bậc đánh thuế, thấp nhất là 5% và cao nhất là 35%. Một số chuyên gia cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân lạc hậu, bậc tính thuế quá sát, quá nhiều bậc và tạo cánh nặng cho người làm công ăn lương. Qua đó kiến nghị cơ quan chức năng nên quy định theo hướng mức giảm trừ gia cảnh cao gấp 3 đến 4 mức lương. Khi lương tăng thì mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng theo. Thưa quý vị, ngày hôm nay 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng địa phương này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và thương mại Minh Phi, nhà hàng Minh Phi 6,5 triệu đồng vì ứng xử thiếu văn hóa với khách du lịch khi mà đuổi khách và niêm yết giá không rõ ràng. Sự việc đã được khách hàng đăng lên mạng xã hội. Theo nội dung phản ánh của vị khách này, đoàn khách của chị gồm 10 người tới nhà hàng ăn vào buổi trưa ngày 17 tháng 6. Bữa ăn gồm có bề bề giang giá 765.000 đồng, trà mực một đĩa 300.000 đồng, canh ngao hoa 200.000 đồng, hai đĩa gà giang 400.000 đồng, mắm tép hải sản 360.000 đồng, rau xào, trứng rán, cơm và đồ uống. Tổng hóa đơn hết hơn 2,3 triệu đồng. Sau khi thanh toán, nhóm khách thấy có dấu hiệu bị chặt chém nên thắc mắc. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra to tiếng. Một người đàn ông trong quán có thái độ thiếu thân thiện, ép khách và đuổi ra ngoài. Cơ quan chức năng đã yêu cầu đại diện nhà hàng Minh Phi trực tiếp gọi điện để xin lỗi khách hàng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khẳng định đã chỉ đạo nhiều giải pháp để tăng cường chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch, quyết tâm xây dựng môi trường du lịch Hạ Long văn minh thân thiện, an toàn mến khách, cương quyết xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch với phương châm không có vùng cấm, không để con sâu làm dầu nồi canh. Chuyển sang một thông tin khác. Công an quận Hà Đông Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm đập vỡ kính 11 chiếc ô tô đậu trong khu đô thị Văn Quán và quận Hà Đông nhằm trộm tài sản. Qua lời khai ban đầu, nghi phạm chỉ lấy được một vài vật dụng và ít tiền lẻ. Nhưng theo trình báo của các chủ xe, có người bị lấy mất 18 triệu đồng để trong xe ô tô. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định 11 chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính đều do một đối tượng gây ra. Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Thái Văn Quang, sinh năm 2000, quê Tiền Hải, Thái Bình, tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, để điều tra vụ đập phá kính của 11 ô tô. Qua lời khai ban đầu, 0 giờ ngày 17 tháng 6, Quang đến sân trung cư CT8, khu đô thị Văn Quán, dùng búa đập vỡ kính hai xe. Do hệ thống báo động trên xe kêu, Quang vội bỏ chạy, Đến nhà văn hóa sau sân vận động Hà Đông, Quang đập vỡ kính hai xe nữa nhưng không tìm thấy gì bên trong. Không từ bỏ ý định trộm cắp, nghi phạm quay lại chung cư CT8 đập vỡ kính thêm 7 ô tô. Khai nhận chỉ lấy được một sạc dự phòng màu trắng, một lọ sáp vuốt tóc và ít tiền lẻ. Nhưng theo trình báo của các chủ xe, có người đã bị lấy mất 18 triệu đồng. Nghi phạm có vợ là giáo viên nhưng vì mâu thuẫn với gia đình nên bỏ nhà ra Hà Nội. Cách đây mấy tháng, Quang xin vào làm ở quán cơm tại huyện Thanh Trì. Công việc thu nhập thấp nên nghi phạm nảy sinh ý định đi trộm cắp, nhắm vào ô tô đỗ ở khu dân cư. Thưa quý vị, kể từ khi bệnh viện Ramanoha Lohia của bác sĩ Ajay Chauhan mở phòng khám sốc nhiệt vào cuối tháng 5 tại trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi này đã điều trị tích cực cho hơn 40 người, 7 ca tử vong. Và đây cũng là cơ sở đầu tiên tại Ấn Độ chuyên điều trị bệnh nhân gặp vấn đề do nắng nóng. Vài ngày trước, phòng khám tiếp nhận một người đàn ông nhập viện với thân nhiệt vọt lên 42 độ C. Ở nhiệt độ này cơ thể người bắt đầu ngừng hoạt động, các tế bào tổn hại và có nguy cơ suy nội tạng. Nhiều đề lý đang quay cuồng trong đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ hàng ngày vượt quá 40 độ C kể từ tháng 5, có lúc đạt đỉnh gần 50 độ C. Các bác sĩ đã tiến hành ngâm bệnh nhân vào bồn nước đá có dung tích là 250 lít. Nhiệt độ là từ 0 đến 5 độ C. Bệnh nhân mất khoảng 25 phút để hạ nhiệt, bắt đầu hồi phục khi được chuyển về phòng điều trị tiếp theo. Theo các bác sĩ, sốc nhiệt hoặc là đột quỵ do nhiệt được xác định bằng 3 dấu hiệu chính: tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao, nhiệt cơ thể từ 40,5 độ C trở lên, có những thay đổi về tinh thần như là lú lẫn nhẹ, suy giảm ý thức. Đột quỵ do nhiệt cũng là kẻ giết người thầm lặng, nạn nhân bắt đầu đổ bệnh vài giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Ấn Độ gọi đây là tình trạng đe dọa tính mạng với tỷ lệ tử vong là 40 đến 64%.